Phẩm chất của một vị Phật, phần 1 của 5 phần. Trong tiết mục giữa thầy và trò được giảng bằng tiếng Anh. Vào ngày 28 tháng 2 năm 2005 ở Hungary. Quý vị có thích không? Dạ thích. Thích hả? Đẹp ạ. Tốt lắm. Quý vị ăn goulash thuần chay. Có ngon không? Dạ ngon. Tại sao lại cười? Có ngon không? Dạ ngon. Đầu bếp giỏi. Dạ. Lần đầu tiên ở đây nấu được món ngon. Sau khi mấy nhà hàng Tàu đi hết. Nói đùa thôi. Quý vị không có nấu, nhưng người khác nấu. Nhưng món goulash thuần chay này ngon ha. Dạ, mình có thể ăn món đó mỗi ngày. Có lẽ kiếp trước tôi là người Hungary. Vì tôi rất thích goulash thuần chay. Khi sống một mình, tôi thường nấu món đó. Lúc trước tôi không nghĩ đó là goulash. Nhưng tôi cũng hay nấu tương tự như vậy. Tôi cứ bỏ đủ thứ vào một cái nồi to. Mỗi khi muốn ăn thì múc ra một ít, bỏ vào tô, chung với bánh mì hay gì đó hâm lên rồi ăn. Trông hơi giống như goulash. Nó giống vậy đó. Tôi rất thích món này. Dễ ăn là dễ tiêu. Thôi được. Một ngày nào đó mình sẽ ăn món này ở nhà hàng Tàu. Mình có bao nhiêu người ở đây? Dạ khoảng 80. Chỉ 80 thôi à, quý vị biết sao không? Ngày mai khỏi nấu ăn. Tôi sẽ nói tiệm Tàu nấu đem tới đây vài món thuần chay. Mình chỉ cần mang vào ăn thôi. Ồ. Không đắt đâu. Rẻ lắm. Mình cho họ có thêm thu nhập vì thức ăn của họ rất ngon. Tôi muốn quý vị thưởng thức. Nhà hàng này bình dân thôi, nhưng khi chúng tôi bước vào, giải thích cho họ biết là muốn ăn chay tinh khiết, thế là họ nấu rất ngon, đầy đủ dinh dưỡng như quý vị nấu ở nhà. Tôi không biết họ có món gì, nên tôi bảo họ đừng lo, bà nấu sao cũng được, nấu như cho gia đình bà khi ăn chay. Bà ta là một Phật tử, bà ta nói tôi cũng ăn chay. Một tháng hai ngày, ngày mùng 1 và ngày rằm, họ thường ăn chay như vậy. Bà ta nói tôi ăn chay nhiều năm lắm rồi. Tôi ăn chay đã nhiều năm. Mỗi mùng 1 và ngày rằm là tôi ăn chay. Ít ra bà ta cũng biết ăn chay là như thế nào. Bà ta nói người trong bếp nấu và thức ăn rất ngon. Cho nên tôi muốn mời quý vị đem tất cả quý vị ra nhà hàng rất khó. Nếu không thì ăn ngoài đó ngon hơn. Nhưng thôi, khi thức ăn tới, quý vị hâm lên trong lò vi sóng hoặc cái nồi lớn cũng ngon như thường. Cũng sẽ ngon vì tôi đã thử rồi. Khi mới tới Hungary, tôi không thể cho ai biết trước khi tôi đến. Khi máy bay hạ cánh, chúng tôi mới gọi. Rồi trong lúc chờ đợi, tôi ngồi trong taxi thấy một nhà hàng Tàu ở góc đường. Tôi nghĩ bụng khi họ đến, tôi sẽ mời họ. Có khoảng 10 người đúng không? Khoảng 10 người. Tôi không biết có người nào ở đây không? Những người đã ăn cơm với tôi. Chỉ có quý vị thôi à, hai người. Ồ, ba. Những người may mắn ở đây. Thức ăn hôm đó có ngon không? Ngon chứ hả? Dạ, ngon lắm. Rất ngon. Cảm ơn sư phụ. Tôi chỉ muốn xác định cho đồng tu biết. Quý vị đã cảm ơn tôi rồi, đừng cảm ơn tôi nữa. Nếu không, tôi lại phải đãi quý vị một bữa ăn nữa. Không đâu, tôi nói đùa thôi. Ngày mai không phải nấu ăn. Mọi người ngồi thiền. Rồi thức ăn sẽ tới. Nếu thức ăn ngon và mọi việc suôn sẻ, mình sẽ đặt mua mỗi ngày, quý vị không phải nấu. Ban nhà bếp, ngày mai được nghỉ ngơi nhé. Một ngày nghỉ, nếu thức ăn ngon và quý vị thích thì mai mình đặt thêm ngày nào cũng vậy.
Chừng nào quý vị còn ở đây thì mình chỉ đặt thức ăn thôi. Như vậy là đủ rồi, đầy đủ dinh dưỡng. Thật đó, dù ăn như vậy mỗi ngày mình cũng không sao. Còn nếu quý vị ngán thì mình thay đổi ăn gulas thuần chay. Nếu quý vị biết tiệm nào nấu gulas thuần chay, tôi cũng có thể đặt mua ở đó. Nhưng tôi không biết ai, chỉ biết có nhà hàng đó thôi. Bà ta nấu ngon y như mình muốn. Tôi cũng không nói gì với bà ta vì tôi là khách lạ, lần đầu tiên ở vùng này. Tôi chỉ nói bà nấu sao cũng được. Chúng tôi ăn chay, tất cả chúng tôi đều ăn chay. Thậm chí không có nếm nước mắm, nước sốt, thịt, bất cứ gì. Xin mang ra bất cứ món gì chay tinh khiết là được rồi. Xin rửa sạch dụng cụ nấu nướng. Họ làm y như vậy và thức ăn thật là ngon, không có mùi hôi. Vì có những nhà hàng không chịu rửa. Dù mình có nói họ cũng không rửa kỹ, nhưng nhà hàng này rất cẩn thận. Cho nên món nào cũng giống như nấu ở nhà. Thật là ngon. Họ nấu bằng tình thương, tôi rất hài lòng. Trả tiền họ gấp đôi. Tôi lúc nào cũng thương mến người Tàu. Khi họ ở nước ngoài, phải chịu nhiều cực khổ, đất lạ, quê người, ngôn ngữ xa lạ. Cho nên khi nào có gì mua được ở tiệm của người Hoa, là lúc nào tôi cũng mua. Con người của họ là như vậy. Nhiều khi cũng vì họ phải tranh đấu để sinh tồn. Dân số người Hoa đông nhất trên địa cầu. Họ phải tản mát khắp nơi để kiếm sống, tìm nơi ăn, chốn ở để có thể phát triển. Họ làm việc cực khổ mới thành công. Đi đến đâu họ thành công đến đó, nhưng họ làm việc rất là cực khổ. Đừng nghĩ người Tàu giàu có rồi ganh với họ. Ồ, họ làm ngày làm đêm, bỏ hết tâm sức ra. Cho nên có những người thấy người Tàu thành công rồi ganh tị. Nhưng đâu có ai biết đằng sau đó họ làm việc cực khổ. Họ hy sinh mọi thứ. Ngày nghỉ cũng không có. Không tiêu xài xa xỉ. Nếu thấy một triệu phú người Tàu, quý vị cũng không biết được vì họ không bao giờ lấy xe hào nhoáng. Họ mua một chiếc xe cũ, giá phải chăng, vừa đủ để đi và lái xe rất bình thường, mặc quần áo bình thường, mua sắm ở tiệm bán đồ rẻ. Trừ những chính trị gia hoặc nhân vật nào quan trọng thì đó là chuyện khác. Còn người Hoa bình thường, nếu họ giàu, quý vị không biết được. Họ làm việc cực khổ để kiếm tiền, họ biết quý trọng đồng tiền. Vấn đề không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là để dành được bao nhiêu. Họ biết cách. Nếu quý vị muốn học cách làm ăn và sống một cuộc đời giản dị, thì học của người Tàu, không cần phải học ở tôi. Thôi, nói về thức ăn như vậy đủ rồi. Hy vọng mình làm được như vậy. 100 người, hy vọng họ nấu nổi. Nếu không, ít ra mình có thể chia với nhau. Phần còn lại thì mình ăn gulas thuần chay hay gì đó. Mình chia ra với nhau mỗi người một ít. Nếu không ăn được nhiều thì mình ăn một nửa. Phần còn lại muốn ăn gì thêm thì ăn. Có gì thì ăn nấy. Quý vị muốn không? Có ai ho không? À, quý vị đâu có ho, nói dối. Ho, ho, ho. Ho, 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 đây, đây. Xin lỗi. Sư phụ ơi, đằng kia có thêm mấy người ho nữa ạ. Đừng bắt tôi phải làm việc bây giờ. Đây, có ai thật sự cần thuốc ho không? Ho hả? Thật không? Nó không làm mình đau vì nó lạnh. Quý vị bị đau họng đúng không? Đây, đây, còn ai nữa? Đây, một viên, hai, ba. Chia ra. Nó là thuốc đó, đừng có nuốt. Chia với nhau. Mỗi người một viên là đủ rồi. Chia ra, cho họ. Ồ, phía sau đó. Đây, đây. Cho sư huynh, sư tỷ của quý vị, lấy được cái nào thì cho cái đó. Có muốn hỏi tôi gì nữa không? Có, có. Gió tiếng Tàu cũng có nghĩa là có. Cũng có nghĩa là có. Trong tiếng Tàu đúng không?
Ngộ quá ha. Có lẽ quý vị xuất xứ từ Trung Hoa. Tôi nghĩ một số quý vị xuất xứ từ Trung Hoa hay Mông Cổ. Á Châu, người Hungary. Tổ tiên của quý vị từ Trung Hoa. Sách sử ký quý vị nói thế nào? Không biết à, xuất xứ từ một nơi nào đó. Ở Á Châu, đâu đó. Đúng không, quý vị biết không? Tôi nghĩ vậy. Từ Mông Cổ hay sau đó, danh du mục. Danh Hungary từ đâu đến? Anh nói châu Á à? Dạ, từ châu Á, thấy không? Họ nói gió, tiếng Trung Hoa, cũng có nghĩa là có. Thí dụ họ nói si, có nghĩa là dạ. Nếu tôi gọi quý vị nói gió. Nghĩa là dạ, đây. Tuyệt vời. Tôi hy vọng ngày mai mình có thức ăn Tàu thuần chay, anh ta không có ở đây ạ. Nói chuyện thức ăn, tôi nhớ tới anh chàng đó. Anh ấy làm hộ pháp. À, hộ pháp, tốt. Quý vị nên cung cấp cho anh ta 3, 4, 10 phần. Tôi đang thắc mắc tại sao anh ta không hoan hô, vì nếu nghe nói tới thức ăn thì anh ta sẽ hoan hô, nhưng ta không có ở đây. Tốt. Tôi đặt mua trên 80 phần ăn là vì lý do đó. Thêm chút ít. Thêm phần ăn. Người dư giả cần có dư. Để phòng hờ. Mấy chú chó cũng biết anh ta cần thức ăn. Tôi làm anh sư thì sao lại không biết. Nổi tiếng quá, vừa mới đến là mấy chú chó đã mang thức ăn tới cho anh ta. Trời ơi. Chưa tới nơi, người ta đã biết tiếng. Danh tiếng anh ta đi nhanh như vận tốc của ánh sáng. Nó tới trước anh ta. Mấy chú chó đều để dành bánh mì cho ảnh. Ồ, thật tình tôi không biết đánh hoàn tên mấy chú chó. Cho tôi biết cách viết đúng được không? Bo Do hay là Bo Do? Bo Do. Bo Do. Có chữ Y phải không? Do có chữ Y. Bo Do, được rồi. Còn chú kia, Lady. Và Thomas. Vì tôi cứ nghe Romex. Romex. Format. Format tiếng Pháp. Họ gọi là Romex. Anh ta hiểu rồi, Romex. Bo Do thì được rồi. Thomas, Linda, tôi biết Linda, cái đó dễ. Khi tôi gọi, họ biết. Đánh vần sai một chút không sao, họ tha lỗi cho tôi rồi. Cảm ơn quý vị. Họ có thích ăn goulash không? Có cho chó ăn goulash không? Món goulash thuần chay đó. Có hả? Mỗi chú một tô à, họ có ăn hết không? Họ nếm thôi sao, không ăn à? Dạ, không ăn hết. Khoảng 1/3. Dạ. Tốt, tốt. Dường như chó ở đây không thấy đói. Tôi chỉ muốn chia sẻ thức ăn với họ, vì họ cũng trong gia đình, phải vậy không? Họ đã sống ở đây trước khi mình tới. Họ canh chừng chỗ này. Thành ra chúng ta chỉ vì goulash thuần chay ngon quá, tôi muốn chia sẻ với họ. Nếu như ngày khác thì tôi không chia. Mấy chú chó của tôi cũng vậy. Nếu có thức ăn ngon là tôi để dành một ít cho họ. Nếu là thức ăn bình thường, ngay cả tôi cũng không muốn ăn, thì tại sao chó lại phải ăn? Chó của tôi như vậy đó. Nếu tôi không thích thì họ cũng không thích. Không chịu ăn. Bộ tưởng tụi tôi là chó hay sao? Tôi không ăn cái đó. Mấy chú này ngoan, quý vị nhận nuôi họ bao lâu rồi? Từ khi mua căn nhà tôi biết, nhưng bao lâu rồi? Họ đã có mặt ở đây khi chúng con mua căn nhà này cách đây 2 năm rưỡi, tất cả mấy chú chó. Chủ bỏ đi mà họ không cảm thấy sao ạ? Dạ, không sao hết. Họ chấp nhận quý vị ha? Dạ. Ồ, tốt. Nhanh lắm ạ. Tốt.
Họ có nhiều tình thương phải không? Dạ. Bao giờ trong quay phong mạnh mẽ là thế, nhưng khi đến chỗ tôi, anh chàng rút đầu vào lòng tôi. Anh chàng muốn được vuốt ve. Không phải chỉ tới thôi mà còn rút vào người tôi như thế này. Thế là tôi phải vuốt ve anh chàng. Còn chú chó nhỏ héo ăn lắm. Chú nhảy lên vì bé quá. Cho nên nếu tôi có đồ ăn, chú phải nhảy chồm lên quần áo của tôi. Chú không muốn làm vậy, nhưng quên. Thức ăn là tất cả, mình chỉ cần thức ăn. Chú nhanh lắm. Chú chó nhỏ rất nhanh. Tốt. Nếu ngày nào có món gì ngon, quý vị chia cho chó. Nếu không có thì cũng không sao. Cho dù đi khỏi đây, tôi cũng để lại quý vị ngân quỹ để nuôi chó. Anh đừng ra ngoài mua sô-cô-la nhé. Nếu đi khỏi đây, tôi sẽ tặng một số tiền nuôi chó để mua phô mát thuần chay và những món ngon. Họ sắp già rồi, biết không? Dạ. Đã mua giường cho họ rồi, đúng không? Dạ. Ngày nào anh cũng phải giữ cho họ được khô ráo nhé. Dạ, thí dụ ngày nào ẩm ướt, rồi họ nhảy lên giường. Thì ban đêm anh nhớ hoặc mang ra ngoài phơi nắng. Rồi ban đêm đem vô cho họ. Dạ. Phải săn sóc cho họ như săn sóc người già. Dạ, họ càng ngày càng già, mình cũng vậy. Khi già, mình hay đau nhất. Tôi có mua 3 miếng gỗ làm sàn. Họ có dùng không? Dạ có. Để hôm nào chân họ bị ướt, bị lạnh cả ngày, họ có thể đến chỗ khô ráo một chút, nghỉ ngơi hoặc tắm nắng. Dạ con hiểu. Nếu hôm nào tuyết cao quá, thì lót đá hoặc gạch bên dưới, nâng miếng gỗ lên một chút. Như vậy lúc nào cũng khô ráo cho họ, đừng có trải gì lên trên. Dạ. Nếu trời mưa, nước sẽ thấm qua thì lúc nào cũng được khô. Nhất là chú chó nhỏ, rất thích được khô ráo. Dạ, giống như chúng ta, nếu mình dù họ dai sức nhưng không phải mạnh mẽ suốt đời. Nếu cả ngày phải ngâm chân, trong tuyết, trong mưa, như vậy không dễ chịu cho lắm. Dạ, con hiểu. Cảm ơn anh. Chắc anh biết tôi là người rất thương chó, thương loài vật. Tôi không có ý làm anh buồn. Anh đã chăm sóc tốt lắm rồi. Nhưng bây giờ họ đã già hơn. Cần thêm sự đặc biệt chú ý. Nhưng anh đã săn sóc rất tốt. Anh lót rơm cho họ, giữ chỗ ở sạch sẽ, cho họ ăn loà tuyệt lắm rồi. Có điều là họ già đi giống như anh vậy. Hai bên cùng già như nhau, chăm sóc cho nhau. Có câu hỏi nào không? Nếu không, mình cộng tu nha. Không có câu hỏi à? Không có. Tốt. Mấy giờ mình đi lấy thức ăn? Tôi đã bắt đầu thấy đói bụng rồi. 1 giờ trưa đi lấy được. 1 giờ trưa. Quý vị để dành bụng nha. Ăn gì thì ăn. Ăn điểm tâm buổi sáng. Rồi tới 1 giờ. Từ 1 giờ trở đi, quý vị muốn ăn lúc nào thì ăn. Đi lấy một ít hâm trong lò vi sóng. Hoặc ăn lạnh cũng ngon. Thức ăn ngon lắm. Bà ta nấu giống như trước hả? Có rong biển, đậu hũ và đủ thứ chứ? Dạ có, giá đổ. Anh ấy nói từ đây đến đó mất 1 tiếng. Nên phải đi 2 giờ, thức ăn mới mang tới đây. Tốt quá, 2 giờ. Được, ăn ngon. Thức ăn là tất cả những gì chúng ta có, bỏ cũng được. Nhưng sao lại phải thế? Mình còn gì nữa đâu? Mình đã ít tiền hơn trước rồi, vì không muốn kiếm thêm. Bây giờ còn gì nữa? Ngoài thức ăn, phải không? Cứ ăn, cứ thưởng thức. Mọi người có khỏe không? Đêm qua thế nào? Cho tôi biết có khá hơn không? Dạ có. Tôi ngồi cho tới 4 giờ rưỡi sáng. Rồi phải đi vì cần gọi điện thoại. Gọi ra nước ngoài giờ giấc khác nhau. Mọi người khỏe không? Dạ khỏe. Quý vị có khỏe không? Quý vị khỏe ha? Tôi biết quý vị khỏe. Tốt, tốt lắm.
Tôi chỉ nói 10 phút thôi, sau đó quý vị nghỉ ngơi. 4 giờ nghỉ một chút ha. Thức ăn Tàu tới rồi. Tin mừng. Tôi chưa nếm thử vì sáng nay tôi đặt họ làm một phần goulash thuần chay. Hôm qua sư huynh này mang đến cho tôi một tô goulash thuần chay, rồi tôi ghiền luôn từ đó. Chắc có kiếp nào đó tôi đã là người Hung. Không, tôi không nghĩ vậy. Có điều là khi họng mình hơi bị ngứa, ăn vào một chút súp thấy rất là dễ chịu. Dù sao đi nữa, điện thoại của tôi đây rồi. Vì nó reng hoài. Nếu nó reng là tôi có vấn đề, nhưng nếu nó không reng còn có vấn đề nhiều hơn nữa. Có tưởng tượng nổi không? Ngày nay chúng ta rất văn minh, cả thế giới có thể liên lạc với nhau bằng cái máy nhỏ này. Không thể nào tưởng tượng nổi. Dạ. À, cho nên nếu văn minh thêm chút nữa, mình sẽ không cần tới nó. Trực tiếp luôn. Dạ. Hiện giờ cũng đã văn minh lắm rồi, phải không? Như quý vị ở nhà vẫn có thể nói chuyện với tôi nghe. Nhưng nhiều khi quý vị lại không nghe. Thế mới thành vấn đề giống như đường một chiều vậy. Không bao lâu nữa, cả hai chúng ta sẽ nghe nhau. Như vậy tốt hơn. Quý vị sẽ không bao giờ làm điều gì sai cả. Nhưng đừng lo, đừng lo. Quý vị đã giỏi lắm rồi. Rất tốt, những người rất tốt. Có câu hỏi nào không? Bất cứ câu gì? Không, quý vị hài lòng thật à? Tối hôm qua quý vị đủ ấm không? Dạ ấm, ý tôi nói sàn nhà. Đó mới là quan trọng, dạ ấm. Nếu không có gió, dù trời lạnh quý vị sẽ không thấy lạnh. Khi tôi ở trong hang động, nhiều khi chỉ có 6 độ. Tôi chỉ mặc bộ đồ thể thao đi làm vòng vậy thôi. Cũng không cần mặc mấy cái này. Không nón, không găng tay, 6 độ. Vì quanh hang động không có gió. Nhưng nếu có gió thì dù 15 độ cũng khá lạnh. Nhưng 6 độ tôi nghĩ không sao. Nhiều khi 3-4 độ tôi cũng chạy lòng vòng. Tôi không ở bên ngoài hang động suốt ngày, nhưng chạy tới chạy lui, nấu ăn, dọn dẹp hoặc làm bất cứ việc gì, chỉ ra ngoài hang động một hồi. Dù ở bên ngoài 1-2 tiếng tôi cũng không cần gì cả, vì không có gió. Gió làm mình cảm thấy lạnh, vì gió thổi xuyên qua lỗ chân lông vào tận trong xương tủy, cái đó mới làm cho mình khó chịu. Bây giờ chỗ nào mình cũng có màn dày, bây giờ họ văn minh rồi. Đúng lúc, vì quý vị dọn vô. Quý vị muốn lại gần đây không? Lẹ lên, không, đừng, ai cũng ngồi vậy, lại đây, lại đây, lại đây. Người nào muốn đến, cứ đến, đến đây. Xích lại một chút, vì phía sau không có chỗ, xích lên, để mấy người đằng sau được thoải mái. Chắc tôi thành người Hung rồi. Vì sáng nay, tôi lại muốn ăn goulash thuần chay nữa. Tôi biết thức ăn Tàu sắp đến mà tôi lại ăn goulash thuần chay. Không, không phải sáng nay, buổi trưa. Có lẽ cách đây một tiếng. Tôi thích goulash thuần chay. Tôi thích người Hungary, họ rất thông minh. Tôi sắp sửa thành người Hung thật rồi. Tôi có chiếc xe kéo. Ăn goulash thuần chay. Sống trong xe kéo, vậy là người gì? Chắc thuộc dòng dõi Hungary. Có một chút máu Hungary. Tôi tới đây hòa chung với huyết thống Hungary, rồi thành người Hung. Quý vị đói chưa? Dạ chưa. Đừng nói dối. Không đói sao? Đói một chút. Có thể nói không đến nỗi nào, nhưng lại nói không. Đói chút chút ạ. À. Có thể đói một chút. Hoặc có lẽ quý vị chưa nghĩ tới, nhưng khi thấy thức ăn Tàu trong mấy cái hộp nhỏ, trong suốt, quý vị nhìn sẽ có cảm thấy ôi ngon quá, ngon quá. Nếu không đủ thức ăn thì lấy thêm bánh mì hay gì đó. Cứ thưởng thức nhé. Thức ăn mới tới phải không? Mình đi ăn lúc thức ăn còn ấm. Mình sẽ nói chuyện sau. Lát nữa gặp. Ăn lúc còn ấm nha. Thôi đi ăn nào.
Vì quý vị đã ở đây nên tôi đến gặp, sau đó thì quý vị đi ăn thưởng thức nhé. Quý vị ăn ngon miệng nha, đi mau đi, đi đi. Ngài Thanh Hải, vua thần sư chăm sóc mấy chú chó ở Hungary, ngày 1 tháng 3 năm 2005. Họ khỏe mạnh, vui vẻ, nhảy lung tung. Trước kia họ rất khỏe, nhiệt độ khoảng 25-35, có lần âm 40 độ, mà họ vẫn không sao. Họ ra ngoài cào tuyết, đào xới, vui, thật là vui. Nhưng chúng tôi mặc 3-4 lớp áo khoác cho họ. Mỗi lần họ đi ra ngoài, phải mất 1 tiếng rưỡi đồng hồ mới đeo xong giày 3-4 lớp áo, tùy theo thời tiết. Dường như họ không thấy lạnh, trừ nàng Happy. Lúc nào cũng làm mất một chiếc giày, rồi đi 3 chân, đi như vậy. Vì cô nàng lạnh, cảm thấy sự khác biệt. Thôi đủ rồi, cưng, đủ rồi. Nói cái gì? Không à. Cô nàng chó này ngộ lắm, cái này không có hại cho cô nàng đâu. Chỉ có nhiều chất đường thôi, nhưng trời lạnh nên cô nàng sử dụng. Con cũng có xoa thêm dầu cho cô nàng. Cô nàng sẽ xài hết, đừng lo. Đây cưng, tất cả cho cưng đó, nhưng lát nữa nhé. Nhấp, nhép, nhấp, nhép. Đừng ăn nữa. Thôi, tôi nghĩ đủ rồi. Không cho ăn nữa, dạ. Người giống như là con gái của ta. Uống bia không còn, không ngừng. Nhưng cô nàng cũng thích ăn bánh thuần chay, bất cứ cái gì bánh thuần chay hay là của mọi người. Cô nàng ăn còn nhiều hơn tôi, không dừng. Người thon như người mẫu, nàng kia thì sồ sề hơn, thòng xuống chỗ này chỗ kia. Khi cô nàng đi là mọi thứ đều lúc lắc, cả thân hình đều lúc lắc. Ai cũng nói không nên cho chó ăn nhiều quá. Nhưng phương châm của tôi là thà sống ít đi một ngày mà sung sướng, và phải. Được ăn no nê sung sướng. Sống thêm một ngày nữa để làm gì, khi mà ngày nào cũng khổ vì thèm ăn. Đúng không cưng? Hơi to hả? Nhưng cô nàng ăn hết. Người đẹp quá. Đây là loại chó lý tưởng đúng không? Không mập quá. Cô nàng mấy tuổi rồi? Dạ, gần 3 tuổi. 3 tuổi, dạ. Chúng con không biết chính xác ngày nào vì tình cờ tìm thấy cô nàng. Quý vị tìm thấy cô nàng ạ? À? Chúng con tìm thấy cô nàng ở ngoài đường khi chúng con đang tìm đến chỗ này. Chúng con tìm thấy cô nàng. Hiểu. Chung với 3 chú chó kia, vậy là họ biết nha. Dạ, chó đẹp như vậy. Ai lại nỡ bỏ rơi? Dạ. Có lẽ đi lạc. Không. Cô nàng không đến từ vùng này. Tôi biết, tôi biết. Chúng con tìm thấy. Họ nói với con là người ta thả họ ra từ trên xe. Vậy hả? Ai nói? Có người thấy hả? Ở chỗ mà chúng con tìm thấy cô nàng, có một ông hay đến đó cho chó ăn. Nên ông ta biết. Ông ấy đã nuôi 2 chú chó ở nhà bà mẹ. Không phải mẹ. Bà vợ không muốn nuôi thêm chó. Nên ông ấy, nên đi, ông ấy quẩn. Đi quanh quẩn, lái xe đi lòng vòng đồ ăn cho mấy chú chó. Đồ ăn. Ồ, mấy chú chó hoang đó. Một người rất tốt, ông ta ở đâu? Mình phải tặng ông ta một ít tiền. Dạ, không có sao. Để ông ta, người này rất đứng đắn. Bởi vì chúng con nói, chúng tôi muốn nuôi con nàng chó này, nhưng bây giờ chúng tôi đang tìm chỗ ở gấp. Cho nên nhờ ông giữ cô nàng 1 tháng được không? Ông ấy trả lời, đúng ra thì phải nói chuyện với vợ tôi. Bà vợ, rồi sao nữa? Chúng con cùng đi với nhau, rồi được phép. Bà vợ nói được, chúng tôi sẽ nuôi 1 tháng. Chúng con nói, chúng tôi sẽ trả mọi phí tổn, nhưng ông ấy nói, không, không cần. Không à, không à, ông ta có tiền không, có giàu không? Không, vậy quý vị trả tiền, chúng con có trả ạ. Chúng con cố gắng trả, chúng con trả tiền cho mọi thứ. Tao biết chúng con muốn đưa thêm cho ông ấy. Nhưng ông không nhận. Con nói nhưng đây là cho mấy chú chó, không phải cho ông. Vẫn không nhận. Chúng con nói xin ông lấy một chút thôi. Tốt, một ít thôi ạ. Như vậy tốt. Nếu gặp ông ta nữa thì hỏi ông có nhận tiền tặng cho mấy chú chó không, hay là mua vài túi đồ ăn đem cho ông thì ông sẽ nhận. Dạ, con sẽ làm vậy. Khi mua đồ ăn cho chó thì mua dư ra và đem đến cho ổng. Con sẽ làm như vậy. Phô mát thuần chay hay bất cứ gì, đồ ăn vặt thuần chay, bánh bích quy,
thuần chay, đồ ăn cho chó thuần chay. Thăm viếng mấy chú chó, mấy cái giường cho chó mà mình mua đâu rồi? Tất cả ở đây sư phụ. Có một cái giường lớn ở bên ngoài. Bên ngoài hả? Dạ, hiện giờ chúng con đang sắp xếp. Chúng con phải cho họ xuống xe. Quý vị cho họ ăn thế nào nên đừng làm phiền mấy chú chó. Cưng ăn gì rồi? Ở đó họ có cho cưng ăn gì không? Cái gì đó, cái gì vậy? Cảm ơn cưng đã đến. Chào nhé. Cảm ơn cưng, giỏi quá. Thân thiện quá, thông minh quá. Thân thiện và ngoan. Ồ, anh chàng bỏ đồ ăn xuống để đến đây chào tôi. Ôi là đi, cưng cũng ngoan lắm. Cô nàng ngoan đến vậy. Chào bô vô, chào cưng. Lúc nào ngươi cũng để chân lên áo trắng của ta. Đóng dấu hả? Đóng dấu lên người của ta, dấu của chó. Bây giờ chú chó cũ ganh tị bô vô, ngươi cất sao không? Lạnh hả? Cưng ổn không? Cảm thấy thoải mái chứ? Lạnh quá, lạnh quá. Có sao không cưng? Cảm ơn. Ôi con gái ngoan, cưng ngoan quá. Cảm ơn cưng đã không nhảy lên. Ồ, cưng giỏi quá, thông minh quá. Ta thương lắm, ta cũng thương cưng, ta biết. Đừng có nhảy lên, đừng có ganh tị. Không được nhảy, không được nhảy. Nhảy. Format thuần chay. Cưng có được ăn ngon không? Họ chỉ cho cưng ăn bánh mì thôi sao? Dạ sư phụ. Bánh mì cũng phải có format thuần chay hay bơ thuần chay chứ. Đây bánh mì nướng. Format thuần chay. Với bơ thuần chay đây. Không, con gái. Ồ, con gái ngoan, nhìn kìa. Ngồi xuống, giỏi quá. Cưng giỏi nhất. Ồ, cậu này cũng vậy, giỏi, ngồi xuống, giỏi lắm. Hôm qua ta bảo ngươi rồi, bây giờ ngày nào ngươi cũng ngồi. Con gái ngoan quá, nhìn kìa. Con gái ngoan. Giỏi quá. Giỏi, ngồi đi, giỏi, ngồi đi cưng. Này bô vô, con ngồi đi, ngoan quá. Ôi, bọn họ lấy hết của con rồi. Ôi, nước lạnh. Hết rồi, chỉ còn giấy gói thôi. Không được nhảy. Như vậy đủ rồi nha. Cho họ thêm bánh mì bơ thuần chay. Dạ sư phụ. Sau khi ăn format thuần chay, con sẽ ăn ít bánh mì nướng để vườn bình. Nếu không sẽ có vấn đề. Buổi tối ta muốn cho các con vào toa xe của ta, bên ngoài lạnh lắm. Rất lạnh. Con sẽ quen thôi bô vô. Bô vô con ổn chứ? Anh chàng thật săn chắc. Ôi giờ con cũng ngoan rồi. Tôi bảo chú ngồi có một lần mà bây giờ lúc nào chú cũng ngồi. Ôi con gái ngoan quá. Cảm ơn. Ngươi cũng vậy, giỏi quá. Con gái giỏi lắm. Bánh mì nướng đâu rồi? Sắp xong rồi sư phụ. Bánh còn trong lò nướng. Không cưng. Hết rồi, hết phô mát rồi. Giường ở ngoài kia. Sao giường lại ở ngoài kia? Tôi nghĩ họ vừa. Không biết giường này là của con sao? Không ai nhảy lên hết sao? Giường cho con đó, con biết không? Ta mua tất cả thứ này cho con, có hiểu không? Tất cả cái này là cho các con. Còn một cái nữa ở đâu đó. Bây giờ ta đem nó vô nhà cho con nha. Chà, ngoài này lạnh quá. Không để bên ngoài cưng à. Để bên trong phòng cho họ. Dạ sư phụ. Để trong phòng của họ, trong nhà. Tốt, mình nên mang vô nhà. Cái lớn và cái nhỏ này. Cái lớn thì cho bô vô trong nhà. Chỉ cần dọn dẹp cho sạch sẽ, thi thoảng khi nào trời ấm thì đem ra. Giờ đi, không à. Trước tiên con cần lau kỹ thêm một chút. Cái túi ngủ trong đó, dạ có. Tốt lắm. Loại cho em nhỏ hay loại lớn? Dạ lớn, lớn tốt lắm, vậy cũng tốt. Mình để cái này vào một góc, dạ được. Cái xô kia để trong đó làm gì vậy? Dạ đựng đồ ăn. Đồ ăn để trong xô, dạ.
đôi khi cô nàng ăn ăn mấy thứ. Nước uống, nước đâu? Có một tô ở đây ạ. À. Đây cưng, nước đây bôi vô. Ồ, la đi. Nhà ngươi lại ngồi nữa, con gái ngoan quá. Bây giờ họ có rất nhiều thức ăn, nên thức ăn dư ra, nhưng không sao, vẫn được. Đó là những gì anh ấy nói. Thôi, được rồi, tốt rồi. Đó là những gì cô nàng muốn. Trời lạnh quá. Họ thích trời lạnh. Họ thích trời lạnh ha. Dạ, anh cũng mặc áo khoác vô làm ngay đi. Tôi muốn nói với quý vị, có một vị Phật đang ngồi trong số quý vị. Đoán thử xem. Tôi không phải là Phật. Vậy ai? Nếu đoán đúng, quý vị có thể thành Phật. Hoặc chỉ vào mình cũng được. Nếu quý vị nghĩ mình là Phật thì chỉ vào chính mình cũng được. Nói cho tôi nghe. Lần này quý vị đoán nha. Có sao không? Mấy người Âu Lạc Việt Nam đằng đó hết hả? Nói tôi nghe. Su Huynh này à, anh ta ước vậy. Gần đúng, gần đúng. Không phải là một người khác. Anh ta trông gần giống một vị Phật. Bụng bự. Em họ của Di Lặc. Cứ nói tiếp đi. Còn ai nữa không, nói nhanh. Chỉ có thể đúng hoặc sai thôi, không thành vấn đề. Tôi gợi ý cho quý vị. Không phải ở Hungary. Dạ, người Âu Châu. Người Âu Châu. Như vậy là gần lắm rồi. Nếu tôi để quý vị dò dẫm trong bóng tối, quý vị sẽ nói người Tàu, người Âu Lạc Việt Nam đủ thứ. Nhưng người Âu Châu là đã gần lắm rồi. Dạ quốc gia nào ạ? À? Hả? Dạ quốc gia nào ạ? À? Ồ, như vậy dễ quá. Dễ quá. Dạ nữ hay nam ạ? À? Hả? Dạ nữ hay nam ạ? À? Quý vị thật là... Thôi được, nam. Nam. Cứ nói đi, tiếp tục. Chỉ còn phải đoán một chút nữa thôi. Sư huynh này. Ai, người nào? Dạ, người này. Không phải anh ta. Xin lỗi nha. Bắc Âu hay Nam Âu à? Tôi không biết. Bắc hay Nam tôi không biết. Đông Âu hay Tây Âu à? Tôi cũng không biết. Thật tình tôi cũng không biết quốc gia đó thuộc vùng nào. Anh ấy có mặt trong phòng này không ạ? Tất nhiên là anh ta có trong phòng này. Quý vị có thể nhìn vào người mình không thành vấn đề. Giả vị này. Người nào? Anh người Slovenia, người quay phim. Dạ, người Slovenia. Chưa được. Dạ, vị này. Vị này. Không phải, xin lỗi, còn xa lắm. Người nào? Dạ, vị đó. Không phải, anh chụp hình. Không.
vị sư huynh cao kia. Không phải, xin lỗi. Chưa, có thể sau này. Quý vị không đoán được à? Quý vị thật không đoán được à? Quý vị thật không biết chút nào à? Dạ không, tu hành nhiều năm rồi mà không có mắt. Đương nhiên là bề ngoài gạt người. Tôi đã nói quý vị rồi, dáng vẻ bên ngoài đánh lừa quý vị. Trời ơi, thôi không sao. Tiếp tục nữa hay là không? Đủ rồi ạ, chịu thua chưa? Dạ, bỏ cuộc rồi. Đương nhiên nếu quý vị cứ chỉ tiếp tục thì người cuối cùng sẽ là vị đó. Tôi đã cho quý vị nhiều manh mối rồi. Người nào mà chúng con không chỉ à? Thì là người đó ạ, cứ tiếp tục chỉ đến khi không còn nữa thì người cuối cùng sẽ là người đó. Người nào mà quý vị chỉ, tôi muốn hỏi quý vị tại sao? Người nào mà quý vị mới nói trước đó, người đầu tiên là ai, tại sao? Anh ấy rất nhẫn nại, bao dung. Nhưng đó không phải là điều kiện duy nhất. Anh ta nhẫn nại, bao dung, tận tâm, cống hiến. Nhưng mình cần hơn như vậy. Rất nhiều điểm. Người nào đó nấu ăn ngày hôm nay ạ? Cứ nói tiếp đi, tại sao? Vì anh ấy phục vụ mọi người ạ? Trên thế giới này ai cũng phục vụ nhau mà. Còn ai nữa không? Người nào sắp đi về và người nào mới đến hôm nay, có ai mới đến không? Tôi sẽ cho kẹo thằng trai. Hôm nay, dạ không ạ. Đến đây lấy kẹo. Quý vị ở đó tôi thảy tới. Đây cho cô, cảm ơn sư phụ. Đây cho anh. Anh từ đâu đến? Dạ từ Nga ạ. Nga, còn cô? Dạ Pháp ạ. Hai người bên Pháp đúng không? Ba người mới đến. Dạ không, hôm nay chỉ có một người. Chỉ có một người ạ, hôm nay ạ. Còn ai mới đến nữa không? Không, tốt. Nói cho ta biết tại sao. Sư huynh này ta biết rồi. Anh ta cũng giống một vị Phật chứ hả? Trang bị đầy đủ. Không sao, tôi không trách quý vị. Tôi không trách quý vị đã chọn anh ta. Anh ta rất dễ thương. Dạ dễ thương ạ, tôi cũng thích anh ta nữa. Nhưng không phải vì tôi thích anh ta, không phải vì anh ta phụng sự cho cá nhân tôi, mà tôi chọn anh ta làm một vị Phật. Tôi không làm vậy được, dù người đó là ai. Nếu họ là Phật thì họ là Phật, không có liên hệ gì đến tôi. Dạ bây giờ quý vị biết rồi. Anh ta rất dễ thương, một người lịch sự. Anh ta rất tỉ mỉ, còn giỏi hơn cả phụ nữ nữa. Cho đến giờ anh ta là một thị giả khá. Anh ta biết tôi muốn gì ngay cả trước khi tôi hỏi. Anh ta là một người tốt. Nhưng tôi rất tiếc, không phải vì vậy mà tôi chọn anh ta làm một vị Phật. Chuyện này rất nghiêm túc, công bình, đúng vậy. Còn người tiếp theo, tại sao? Bất cứ người nào, tại sao lại là anh ta? Tại sao lại là người quay phim, vân vân? Giải thích tôi nghe. Giải thích cho tôi biết. Để quý vị biết mình đang làm gì. Tôi biết quý vị đang làm gì, nhưng quý vị phải biết tại sao. Nói cho tôi nghe. Bởi vì anh ấy khiêm nhường. Ai? Anh người Slovenia, vị thường trú. Vị thường trú mới. Dạ phải. Quý vị nghĩ anh ta khiêm nhường? À, quý vị nghĩ vậy. Tốt, tốt. Anh ta có vẻ khiêm nhường, nhưng không phải vậy. Xin lỗi nghe sư huynh. Không có nghĩa là anh ta là người xấu, nhưng khiêm nhường không phải là đức tánh của anh ta. Khiêm nhường không phải là phẩm chất hàng đầu của anh ta. Anh ta có nhiều đức tánh, nhưng khiêm nhường không phải là số một. Người kế tiếp, ai, tại sao? Người quay phim, tại sao? Tập trung, tập trung. Anh ta luôn tập trung vào sư phụ. Qua máy quay phim. Có lẽ thêm điểm, thêm giá trị. Thêm điểm. Anh ta cần thêm một chút điểm nữa để đạt được điều đó. Quý vị chọn ai kế tiếp? Người này à, anh ta thì sao? Không biết. Anh ta vẫn còn xa một chút. Còn chưa đến biên giới nữa. Sư huynh này tại sao? Vì anh ta hỏi lung tung hả? Anh ta còn phải đi xa hơn nữa. Khi nói về một đẳng cấp,
Khi nói từ đẳng cấp Atula lên đẳng cấp thứ 2, đẳng cấp thứ 2 lên đẳng cấp thứ 3, 3 lên 4, mỗi lần chỉ là một đẳng cấp. Nhưng không phải chỉ là một đẳng cấp thôi. Không phải là một con số, mà là một cõi mênh mông rộng lớn của sự thành đạt về tâm linh. Chứ không phải giống như, ồ, đó là thiên đàng, ồ, đó là địa ngục. Nó không phải là một căn phòng, hoặc là một ranh giới. Nó là một nơi rất mênh mông rộng lớn. Quý vị chỉ vào người nào nữa đâu? Người nào nữa? Tại sao? Anh ta có rất nhiều tình thương cho người khác. Đúng, điều đó tốt. Thực hành tốt. Thực hành tốt. Có thể về sau, trong tương lai, nhưng đường anh ta đi vẫn còn dài, nhưng không dài lắm so với những người khác. Dài. Người nào kế tiếp? Tại sao vị này ạ? Tại sao lại chọn anh ta? Tại sao? Anh ta thiền rất nhiều và rất yên lặng, lúc nào cũng hướng nội. Điều đó tốt, thiền nhiều. Quý vị không biết anh ta nghĩ gì trong lúc thiền. Anh ta rất yên lặng, phẩm chất tốt. Nhưng vẫn còn xa, quá xa. Anh ta có thể đi xa, nhưng vẫn phải còn đi rất xa. Anh ta vẫn còn rất xa. Người kế tiếp. Tại sao lại chọn anh ta để cho người ta nhìn anh? Tại sao? Con là mẹ của người đó. Mẹ anh ta bầu cho anh ta phải về không? Khiêm nhường ạ, khiêm nhường phải, nhưng đó không phải là điều kiện để thành Phật. Phật không thể khiêm nhường, xin lỗi nha. Ngài có thể có phẩm chất khiêm nhường, nhưng Ngài hoàn toàn không cần phải khiêm nhường. Ngài là một vị minh sư, tại sao lại phải khiêm nhường? Nhưng Ngài có thể có phẩm chất đó, vì Ngài đã được lớn lên trong sự khiêm nhường, được trưởng thành trong một hoàn cảnh tốt, cha mẹ giáo huấn cho Ngài khiêm nhường, hoặc có thể Ngài không thành đạt được gì nhiều trong đời, hoặc Ngài khiêm nhường do DNA, hoặc thói quen, hoặc hoàn cảnh. Nhưng một vị Phật không cần phải khiêm nhường, hiểu chưa? Quý vị phải khiêm nhường, nếu không quý vị còn là học trò, chưa đạt được. Nhưng Phật không cần phải khiêm nhường. Cho nên nếu quý vị xét ai qua sự khiêm nhường như vậy không đủ. Tôi chỉ nói vậy cho quý vị nghe thôi, tôi đang dạy cho quý vị. Không phải tôi chỉ trích người này, người nọ hoặc bất cứ ai. Tôi dạy quý vị bằng cách giải thích cho quý vị về phẩm chất mà quý vị ngưỡng mộ, xem đó có đủ là dấu hiệu của một vị Phật hay không. Hiểu chưa? Nó gạt người ta rất nhiều. Nếu một anh chàng rất ngọt ngào, tươi cười, khiêm nhường, quý vị có thể nghĩ anh ta là một người tốt. Không nhất thiết. Có thể anh ta đã được huấn luyện để làm như vậy. Tiếp viên hàng không lúc nào cũng nhã nhặn, tươi cười. Nhưng cô ta không thể nào là thánh nhân. Người kế tiếp là ai? Con đoán là vị sư huynh đứng gần người quay phim. Người đó, dạ người đó. Người có tóc hả? Dạ tóc dài gần máy sưởi. Ồ, tại sao? Bởi vì anh ấy đi đến từ đâu đó. Rồi anh ấy thấy máy quay phim cản lối. Thế là anh ấy để gọn máy vào. Con nghĩ có thể anh ấy có trực giác mạnh. Có thể. Dạ con. Có thể. Ít ra quý vị có mắt. Quý vị quan sát. Tốt tốt. Nhưng không phải anh ta. Chỉ là sự quan sát. Anh ta có khả năng quan sát. Điều đó tốt. Anh ta để ý. Nhưng không có nghĩa là một người để ý kỹ thì tự động thành Phật. Có thể anh ta để ý vì đã là nữ giới trong tiền kiếp nên chi tiết hơn. Chúng ta thay đổi, đôi khi mình đổi từ nam sang nữ, từ nữ sang nam. Nhiều khi quý vị thấy một người nam có nữ tính, nhưng không có nghĩa là anh ta đồng tính. Anh ta chỉ chi tiết hơn, để ý hơn. Và có những nữ giới có hình dáng hoặc tánh tình như người nam. Vì người đó kiếp vừa rồi là nam giới. Chuyển đổi liên tục. Người nào nữa? Không còn ai nữa đúng không? Người nào quý vị chỉ, quý vị phải giải thích cho tôi biết tại sao.
Tất cả quý vị đều có những phẩm chất tốt, đó là vấn đề. Quý vị có cái này, cô ta có cái ta có cái nọ, nhưng chỉ có vậy thôi, chỉ là những phẩm chất, chỉ là cá tánh. Chịu thua chưa? Dạ chịu. Chưa à? Dạ chịu. Để ta nói người này. Ngạc nhiên ha. Hoan nghênh, chúc mừng. Anh đã tốt nghiệp, cứ giữ như vậy. Chỉ vì anh đến đây, anh tiến nhanh, cứ giữ như vậy. Anh ấy đến từ Pháp ạ. Pháp, phải. Có một vị Phật khác trong số quý vị. Chúc mừng. Tôi biết trước khi anh ta đến. Tôi hỏi thẻ đặc biệt. Thôi không sao. Anh ta cần được hối thúc một chút. Anh ta đã gần đạt được rồi. Tôi biết anh ta sẽ đạt được. Cho nên tôi hỏi thẻ. Tôi đâu có thành thông. Tôi biết tên của anh ta vì tôi hỏi thẻ. Đây, mình lại ăn mừng nữa. Đây. Mấy người khác đừng buồn. Đừng buồn. Tôi biết anh ngạc nhiên nhưng không sao, tốt, cứ tiếp tục. Cứ tiếp tục là anh, đừng thay đổi. Hoặc thay đổi để tốt hơn, đương nhiên rồi. Bởi vì anh ta chưa phải là vị Phật tối cao, hiểu không? Anh ta mới tốt nghiệp thôi, điểm tốt, nhưng cần thêm một chút nữa. Nhưng ít ra anh là Phật. Khi ra trường bác sĩ, dù điểm thấp hay cao, anh cũng là bác sĩ. Dạ. Chúc mừng. Đây, đây. Có người mới thành Phật. Rồi, tôi phải cho kẹo. Tại sao vậy? Đây. 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 Tất cả những phẩm chất của đồng tu mà quý vị nêu ra đều là những phẩm chất tốt, những đức tánh xuất sắc, cho nên tôi mong là họ sẽ giữ những phẩm chất đó, và tôi hy vọng là quý vị sẽ noi gương họ. Ban đầu quý vị bắt chước bằng cách làm theo bên ngoài, sau này nó sẽ thành bản tánh của quý vị. Tất cả đều là thói quen, mình huấn luyện theo cách nào thì sẽ thành như vậy. Ý tôi nói là cá tính của mình, cho nên bất cứ phẩm chất, bất cứ cá tính nào mà quý vị nêu ra nãy giờ đều tốt cả, nhưng cần nhiều hơn như vậy. Một vị Phật sẽ không cảm thấy mình là Phật, đôi khi cảm thấy, đôi khi không. Còn mới mà, biết không? Giống như em bé sơ sinh, không biết mình là người. Dần dần, dần dần. Tất cả những phẩm chất của đồng tu mà quý vị nêu ra đều là những phẩm chất tốt, những đức tánh xuất sắc. Cho nên tôi mong là họ sẽ giữ những phẩm chất đó, và tôi hy vọng là quý vị sẽ noi gương họ. Ban đầu quý vị bắt chước bằng cách làm theo bên ngoài, sau này nó sẽ thành bản tánh của quý vị. Tất cả đều là thói quen, mình huấn luyện theo cách nào thì sẽ thành như vậy. Ý nói là cá tánh của mình. Cho nên bất cứ phẩm chất, bất cứ cá tánh nào mà quý vị nêu ra nãy giờ đều tốt cả, nhưng cần nhiều hơn như vậy. Một vị Phật sẽ không cảm thấy mình là Phật. Đôi khi cảm thấy, đôi khi không. Còn mới mà, biết không? Giống như em bé sơ sinh không biết mình là người.
Dần dần, dần dần. Có câu hỏi gì không? Có câu hỏi tại sao lại là anh ta, những người thành Phật? Họ đã tu hành từ trước rồi. Đẳng cấp họ không thấp lắm. Cho nên dễ hơn. Nó dễ hơn. Có những người đã là đệ tử của tôi trước đây, nhưng họ chưa đạt được đẳng cấp thứ năm. Anh chàng này trước đây là đệ tử của người khác. Tôi chỉ tiếp tục đẩy anh ta lên một chút. Không phải kiếp này mà những kiếp trước. Anh ta đến từ cảnh giới thứ ba. Anh ta đến đây để được thăng tiến trong đẳng cấp tâm linh. Mục đích đặc biệt của họ là vậy. Họ đến đây chỉ vì lý do đó, cho nên quý vị thấy họ rất tận tâm. Chỉ một đường mà đi thôi. Có thể họ có vợ, có chồng, nhưng mình không cảm thấy họ quyến luyến nhau nhiều hay gì cả. Quý vị có cảm thấy vậy không? Không, hiểu chưa? Dạ, đúng vậy. Họ không quyến luyến, hoặc bám víu nhau, hoặc có cảm giác chiếm hữu nhau. Tôi rất tiếc làm quý vị thất vọng vì Phật. Vị Phật trông không giống như vậy. Tôi cũng không biết cá nhân anh ta, nên quý vị không thể nói tôi chọn. Vì tôi quen biết vì anh ta là bạn của tôi, hoặc vì anh ta đã từng giúp đỡ tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta. Có thể anh ta đã gặp tôi trước đây, nhưng tôi không nhớ gì về anh ta cả. Trước đây anh có đi dự bế quan không? Dạ có, nhiều lần à. Ở Anh à, ở Anh Quốc. Chỉ một lần thôi à, dạ ở Đại Hàn nữa. Đại Hàn nữa à. Tôi không nhớ ra anh ta, xin lỗi nha. Không có gì riêng về anh ta, bởi vì có nhiều người quá. Có thể tôi nhớ một chút. Ý nói là tôi không có quen thân cá nhân gì với anh ta, hiểu chưa? Đã hiểu. Thậm chí không biết gì về anh ta. Có thể tôi biết anh ta, nhưng thí dụ tôi biết nhiều về cô ta hơn. Cô Thụy Sĩ họ hát. Họ đã đạt quả vị thánh nhân rồi, nhưng chưa đến đẳng cấp thứ năm. Cho nên lần này họ thấy tôi đến đây. Vì họ đã là đệ tử của tôi trước kia, họ có tự do chọn lựa để đi nơi nào họ muốn. Cho nên họ cứ tìm kiếm rồi nói, sư phụ đây rồi, mình xuống giúp ngài một chút rồi đi lên. Như vậy dễ hơn. Cho nên quý vị thấy họ gần với tôi hơn, dễ hiểu nhau. Họ làm việc như chúng tôi, đã biết nhau từ lâu rồi. Không có chướng ngại, không buồn giận. Hai bên không có gì cản trở, rất dễ dàng. Nhưng quý vị cũng sẽ được, quý vị cũng sẽ giống như vậy. Quý vị may mắn hơn anh ta. Bởi vì quý vị đã được món quà và đã được hối thúc tất cả những kiểu thiết kế, bài hát, đủ loại văn hành. Trong thời của anh ta, những thứ này không có. Nếu họ thấy tôi một lần trong đời là may rồi. Bây giờ quý vị thấy tôi mỗi ngày trong phòng khách và có công cụ để nâng cao sự tu hành của mình. Cho nên mặc dù ở đẳng cấp thấp, quý vị cũng đã được thăng hoa. Chúc mừng nha. Anh có mừng không? Dạ mừng. Anh có mừng không? Có ngạc nhiên không? Anh không có vợ à? Dạ không. Tại sao? Tại sao vậy? Dạ số mệnh. Ồ, số mệnh, đúng vậy. Tốt, cứ tiếp tục. Tôi chỉ muốn nói cho mọi người nhìn anh, để sau này họ không nhìn lầm. Nhiều người trong quý vị đã lên đẳng cấp thứ tư rồi. Chỉ 1/3. Có thể hầu như là đẳng cấp thứ ba. Tôi sẽ không nêu ra cho đến khi quý vị lên đẳng cấp thứ năm. Tôi để quý vị được vô danh. Tất cả quý vị đều là thánh nhân. Quý vị phải ở đẳng cấp thứ năm mới là đặc biệt, bằng không tôi không cần biết. Những người đẳng cấp thứ tư, thứ ba, họ đi đây ngoài đường. Họ ở khắp nơi trong siêu thị. Cho nên thật ra quý vị cũng không là ai cả. Nhưng quý vị sắp đạt được. Quý vị giỏi. Còn tôi quên mất. Thức ăn Tàu thần chay có ngon không? Dạ ngon. Thật hả? Nói thật cho tôi biết. Ngon lắm ạ. Thế hả? Lý do tôi nói cho quý vị biết, thức ăn tất nhiên không có gì đặc biệt, lại là thức ăn thuần chay của Tàu. Tôi bảo họ, làm ơn nấu bất cứ món chay nào, giống như cho người nhà của bà vậy. Tôi rất ngạc nhiên, và vui lòng là nhà hàng này hiểu, người đầu bếp cứ nấu thôi. Họ có tất cả những món mà chúng ta thích. Tôi rất hài lòng. Thành ra tôi muốn chia sẻ với quý vị, kể từ hôm nay. Cảm ơn sư phụ. Không sao, kể từ hôm nay mình chỉ đặt thức ăn bên ngoài, ngày mai mình ăn pizza, thuần chay hoặc gì đó.
Đó là để trả thù người Tàu. Vì ngày mai họ phải ăn pizza thần chay. Người Tàu hoặc người Âu Lạc Việt Nam sẽ biết cảm giác ra sao. Và chúng con thích ăn pizza vì họ chiếm ưu thế trong thị trường thực phẩm. Người Trung Hoa quý vị biết mà. Vậy để cho họ thấy pizza giống gì. Tôi nghĩ như vậy tốt hơn. Khi mới đến đây, việc trước tiên tôi làm là mua thức ăn cho quý vị. Tôi đã mua 3 xe đầy thực phẩm. Tôi nghĩ quý vị sắp đến, nhưng quý vị chưa đến, tôi cũng có mua thức ăn thuần chay, Tàu nữa. Dù sao thì chúng tôi cũng ăn dần rồi, khi quý vị đến, chúng tôi mua thêm. Vì tôi nghe nói trong nông trại rất xa thành phố, không xa lắm nhưng đủ xa. Tôi nghe nói đường xa như vậy. Do đó tôi nghĩ là tốt hơn chúng tôi nên mua ít thực phẩm mang tới đây. Nếu quý vị đến nhanh thì có gì đó để dùng. Cho nên tôi cũng có nghĩ đến thức ăn, nhưng vì tôi không nghĩ rằng thức ăn Tàu có thể nấu ngon như vậy và còn cho rất nhiều người nữa. Thức ăn ngon lắm, thật là ngon. Quý vị ăn thấy ngon không? Dạ ngon, thật không? Tất cả mọi người, dạ không vấn đề gì, không ạ. À. Tốt, giỏi. Tôi biết thức ăn ngon. Nhiều khi họ nấu ngon nhưng mình ăn không được ngon lắm. Nếu ăn không ngon, quý vị cho chút nước tương vào. Quý vị mua nước tương cho đồng tu nha. Nước tương thuần chay Hungary. Nước tương đó ngon. Giống như hình tam giác. Ồ, ngon lắm. Lần đầu tiên tôi nếm được nước tương thuần chay ngon như vậy. Cũng ở Hungary, quý vị có tin được không? Không thể tìm được ở nơi khác. Cũng có thể được, nhưng hiếm lắm. Tôi chỉ đến một siêu thị bình dân để mua. Mà nó ngon lắm. Tôi không tin được là nước tương đó sẽ ngon. Tôi đã không biết lúc nào mua nước tương ở nơi khác. Hương vị chỉ giống như nước muối. Nhưng hiệu này ăn ngon lắm, rất vừa miệng. Không mặn, không nồng. Rất ngon. Quý vị có mua thêm không? Mua thêm vài chai nước tương thuần chay đó nghe. Dạ, tốt, mua nhiều. Để đồng tu nêm thức ăn cho đậm đà. Và Hungary có đủ mọi thứ. Toa xe sử dụng liền. Thức ăn chay ăn liền của Tàu. Họ chỉ là một tiệm bình dân nhưng nấu ngon lắm. Rất xứng đáng. Quý vị có biết tiệm đó ở đâu hay không? Dạ không. Nếu quý vị không biết, có thể hỏi vị sư huynh ở đây. Tôi đã lấy vài danh thiếp. Quý vị có thể đến đó để ăn khi nào thấy thích. Bất cứ lúc nào sau dịp này. Ít ra là mấy người Hungary. Tôi rất hài lòng với người Hungary. Họ rất thông minh. Ngay cả nước tương thuần chay cũng rất ngon. Được chế biến ở nước ngoài, nhưng ít ra họ biết nên nhập loại nào, hoặc dùng chất liệu nào, hoặc thứ nào nên dùng. Người Âu Lạc Việt Nam ở đây cũng thông minh. Người Trung Hoa ở đây cũng thông minh. Quý vị có tin không? Vì lẽ đó mà mình có thức ăn ngon. Tôi chưa bao giờ có thể gọi thức ăn Tàu thuần chay thật đặc biệt, thật ngon giống như vậy. Đậu hũ rồi vài cọng giá, hoặc bắp cải, cà rốt thái nhỏ. Tiệm này có măng, họ có loại gia vị mặn mặn, có bắp cải chua trộn chung với nhau, họ có rong biển, có đậu nành, có đậu xanh, họ có đậu hũ cứng, tất cả các loại dinh dưỡng. Tiệm Tàu giống như vậy hiếm lắm, thật tình là vậy. Ngoại trừ nhà hàng chay của Tàu thì khác. Ồ, tôi rất là vui. Nếu quý vị vẫn muốn ăn thức ăn Tàu thuần chay, mình sẽ đặt nữa. Nếu không, ngày mai mình đặt pizza thuần chay và spaghetti thuần chay. Pizza và spaghetti. Không à, dạ được. Bao nhiêu pizza, bao nhiêu spaghetti, giơ tay lên xem. 50, 50. Spaghetti, pizza, bấy nhiêu thôi à? Dạ. Tốt. Đa số thắng. Dạ, ngày mai ăn pizza thuần chay. Pizza và spaghetti. Tốt. Ồ, có thêm vài người nữa. Tốt, tốt. Được rồi, có hỏi gì không? Tôi không biết tại sao lại là anh ta. Tôi cũng không biết. Thậm chí anh ta cũng không giống Phật. Tên anh ta giống như tên của hoàng gia. Nhưng tiếng Pháp cũng vui lắm để tôi kể lại quý vị nghe. Chữ Camembert viết giống như vậy. C-A-M-E-M-B-E-R-T.
Nên quý vị đọc giống như Camembert đúng không? Nhưng họ nói không phải Camembert. Phải nói là Camembert. Và fromage. Họ viết có chữ G ở cuối, có nghĩa là fromage, fromage. Thường thì mình sẽ phát âm chữ G ở cuối. Họ thì không, tại sao phải tốn thời giờ? Li fromage. Người Anh quý vị phải phát âm cuối một chữ đúng không? Nhưng người Pháp thì không, họ không có thời giờ. Họ ăn bất cứ gì có thể được. Như vậy nhanh hơn. Có một lần về chúng tôi lúc trước, có vài vị thường trú người Pháp, họ ngồi chung với nhau ăn gì đó. Nhắc đến fondue. Fondue, tiếng Anh nói như thế nào? Fondue, fondue. Fondue viết giống như vậy. F-O-N-D-U-E. Mình đánh gần như fondue phải không? Người Pháp không nói vậy. Không fond cũng không du. Fondue. Họ nói chuyện với nhau. Ồ, tôi mới vừa ra ngoài ăn fondue thuần chay. Fondue. Fondue thuần chay. Ở tiệm ăn Pháp rất ngon. Vị thường trú Pháp không hiểu. Mấy vị ăn món Pháp nào vậy? Chúng tôi không có món đó. Một thầy giả của tôi, vì đôi khi tôi cho anh ta biết cách phát âm tiếng Pháp tùy trường hợp nên anh ta biết. Anh ta nói không phải, không nói fondue mà phải nói là fondue. Rồi thì anh chàng kia hiểu ra, à, the fondue. Fondue. Thảo nào có chiến tranh vì những ngôn ngữ ba bèo. Thôi, nói về người Pháp đủ rồi. Thưa sư phụ, con là người Ba Lan. Cô là người Ba Lan. Dạ, con là người Ba Lan. Con sống ở Pháp. Khi mới đến, con dùng máy mài hiệu Singer. Tiếng Đức đọc là Singer. Con nói với người Pháp là con dùng máy Singer. Tao biết tao dùng Singer. Gì cơ? Singer gì vậy? Đúng rồi, Singer. Tôi dùng Singer. Tôi biết, tôi không biết. Chúng tôi dùng Singer. Cô đã rất giỏi rồi, anh ta cũng đã nhân từ khi họ nói son, thậm chí với chữ N nhiều khi son sơ. Thì quý vị sẽ lúng túng thêm. Như vậy làm cho quý vị vui hơn vì mình trêu chọc người Pháp. Quý vị không có một vị Phật nhưng ít ra cũng trêu chọc được quốc gia của anh ta. Sự báo thù dịu dàng phải không? Không sao. Chúng tôi thương anh, đó là lý do chúng tôi cùng cười với anh. Nhưng tiếng Pháp rất dễ thương nếu quý vị nói đúng. Có vài người quá phóng đại. Như Mon Dieu. Tiếng Pháp là Mon Dieu. Nhưng họ không nói Mon Dieu mà lại nói Mon Dieu. Có người nói Mon Dieu. Quý vị không biết họ đang nói gì. Tội nghiệp Thượng Đế, ngay chính Ngài cũng không hiểu họ đang gọi Ngài nữa. Mon Dieu có nghĩa là Chúa tôi, Chúa tôi. Nhưng có người nói thật là buồn cười, ngay cả quý vị cũng không biết gì. Quý vị nói, ồ, Chúa tôi. Rồi họ nói, đúng rồi, quý vị hiểu rồi. Còn gì nữa không? Nói đi.
Con xin hỏi sư phụ về năm hồng danh. Có phải chỉ những chúng sinh ở cảnh giới thứ năm mới biết năm hồng danh không? Quý vị cũng biết năm hồng danh mà. Dạ, vì chúng con là đệ tử của sư phụ nên sư phụ dạy chúng con. Nhưng những chúng sinh khác ở những cảnh giới khác họ không biết những danh hiệu này, phải không ạ? À? Họ biết sao? Chỉ người trần gian không biết. Ồ, vì quý vị có thân thể vật chất nên bị giới hạn. Đó là lý do tất cả đều bị khóa lại. Thậm chí quý vị cũng không nhớ rằng mình biết rồi. Cảnh giới vật chất, cõi vật chất này thật... Tuy vậy cũng rất huyền diệu. Vì không có gì giống ở nơi đây. Nó không giống địa ngục, không giống Atula, không giống bất cứ gì. Không có ai trong toàn cõi sáng tạo có thân thể trừ con người và chúng sinh ở cõi vật chất. Vì thế nó hết sức đặc biệt. Nhiều khổ đau nhưng vô cùng tuyệt diệu. Quý vị vừa có linh hồn, vừa có thể xác. Những chúng sinh khác chỉ có phần hồn hoặc thể xác vi tế. Giống như thân thể Atula, rất trong suốt, họ thậm chí cũng không có cảm giác là họ có thân thể không bị bao bọc nhiều giống như mình. Mình giống như bị ai đó bỏ vô thùng rồi vứt xuống biển. Nó khủng khiếp lắm, nhưng cũng rất phi thường vì không chúng sinh nào được như vậy. Cho nên nếu một người ở hành tinh này tu hành và biết được cả hai cảnh giới thì rất tốt, đúng không? Quý vị có cả hai thế giới, chúng sinh khác đến đây thăm viếng đôi khi chỉ được 2 ngày, 15 ngày, có nhớ hôm qua không? Quý vị có thể ở đây trên dưới 100 năm. Nếu quý vị cũng biết được tất cả các cảnh giới tâm linh, ồ, quý vị sẽ thích lắm, đúng không? Quý vị có thể ăn đồ ăn tàu rồi đi lên thiên đàng, lấy nước cam lồ cùng một lúc. Thật tuyệt diệu. Nếu quý vị biết cách sử dụng thì ở nơi đây thật ra là một nơi rất tốt, nhưng khó sử dụng cả hai nơi. Vì áp lực của thế giới và vì chướng ngại của ma vương, mọi thứ. Nhưng cứ thưởng thức trong lúc còn có thể, cứ vui hưởng. Minh sư có thể dùng tất cả các cảnh giới khác nhau. Vị minh sư gì? Minh sư có thể đi khắp mọi nơi ạ? À? Chắc chắn rồi. Có, dĩ nhiên rồi. Cô ấy muốn hỏi, vì cô ấy và chồng của cô ấy rất ràng buộc với nhau. Không biết như vậy cổ có bị kéo xuống hoặc cả hai người đều bị kéo xuống không thể lên đến đẳng cấp thứ năm vì họ cần phải buông bỏ nhau. Nhưng chồng cô cũng tu hành tốt như cô, phải không? Có hả? Dạ, anh ta có đây không? Ý cô nói ràng buộc là sao? Ý cô là thế nào còn tùy? Về vật chất, tình cảm hay tâm linh? Dạ, trong mọi phương diện. Mọi phương diện. Dạ, trong mọi phương diện rất mãnh liệt. Vì quý vị còn trẻ mà. Cùng tuổi, cùng hóc môn. Nhiều khi sự gắn bó cũng do hóc môn mà ra, chứ không phải chỉ tình yêu thôi. Để tôi xem tại sao. Tôi nghĩ không có vấn đề nhiều. Vì trước đây hai người đã sống bên nhau ba kiếp rồi. Kiếp này quý vị cùng nhau tinh tấn tu hành. Trong ba kiếp kia quan hệ của quý vị không có tốt lắm. Vì lẽ đó mà còn nối tiếp đến kiếp này, để quý vị làm cho mối quan hệ được tốt đẹp hơn. Vì lúc trước quý vị là vợ chồng nhưng không hài lòng với nhau, nên bây giờ trở lại để bù đắp lại chỗ thiếu sót mà ba kiếp trước quý vị đã không làm được. Vì trong ba kiếp đó quý vị không có tu hành. Nhưng hầu như lúc nào quý vị cũng ở cùng một đẳng cấp, cho nên tốt, bây giờ cũng là lúc. Cho nên nếu cùng nhau tinh tấn tu hành thì quý vị cũng có thể đi chung với nhau, không thành vấn đề. Tu nhanh lên rồi đi chung với nhau. Tình yêu không phải là chướng ngại cho sự tiến bộ tâm linh. Ràng buộc là một điều khác. Tôi không thể giải thích được.
Tôi thật sự không thể giải thích được. Có những cặp vợ chồng rất yêu thương nhau, họ không sao. Có những cặp vợ chồng khác cũng trông có vẻ như thương yêu nhau nhưng lại là sự ràng buộc. Cô hiểu không, trường hợp của hai người là tình yêu vì quý vị đã là người phát triển cao, nên có tình thương chân thật. Hiểu chưa? Nó khác. Nhưng sự ràng buộc thật tình sẽ làm mình chậm lại. Nhưng quý vị chỉ yêu thương nhau thôi vì quý vị hợp nhau, cũng cùng nhau tu hành. Cả hai rất là thành tâm, nên dễ hòa thuận, có vậy thôi. Nó không có nghĩa là quý vị ràng buộc. Trông giống vậy nhưng không phải. Giống như vậy nhưng không phải vậy. Cảm ơn sư phụ. Cũng như tôi thương thú cưng của tôi vậy, nhưng không có nghĩa là tôi ràng buộc, hiểu chưa? Nó khác. Đôi khi tình yêu rất đơn thuần, những gì quý vị làm chung với nhau không có ý nghĩa gì nhiều. Nhưng có những người trông giống nhau mà không giống nhau. Nó khác, mình không thể nói. Mọi người đều trông giống nhau. Lúc nào thấy cũng đi chung là họ quyến luyến hoặc thương yêu nhau. Không nhất thiết như vậy. Mỗi trường hợp đều khác. Người kế tiếp. Dù gì đi nữa trong kiếp này, nếu chồng cô đi trước hoặc cô đi trước, đừng quên nói với nhau là mình tạm biệt nhé. Nếu không gặp nhau nữa thì đừng cố lôi kéo nhau, hiểu chưa? Đừng ráng nói kiếp sau em sẽ trở lại tìm anh, hoặc người kia nói em chờ anh, vân vân. Khi đi thì đi. Nhưng lần này, vì quý vị tu hành, lòng quý vị không ao ước để gắn bó với nhau nữa, nên quý vị sẽ được tự do. Dù đến cùng một cảnh giới hoặc không cùng cảnh giới, quý vị sẽ không thấy giống như xưa nữa. Đó không phải là sự ràng buộc. Đúng vậy. Thưa sư phụ, con cảm ơn sư phụ rất nhiều về buổi thuyết pháp tuyệt đẹp ngày hôm nay. Thật ra là tối hôm nay. Không có chi, không có chi. Con được thấy sư phụ từ một góc cạnh khác. Lần đầu tiên con được thấy sư phụ như vậy và con rất... Cô thấy tôi như là một ca sĩ. Dạ, ca sĩ. Con có một câu hỏi từ lâu lắm rồi về nghệ thuật. Cứ hỏi. Vì con là diễn viên kịch, nên con thắc mắc vai trò của người nghệ sĩ trong thế giới vật chất này là gì ạ? Ngài có nghĩ nghệ sĩ là những người cầu thông với những cảnh giới cao hơn để mang xuống điều gì đó đẹp đẽ hơn cho địa cầu? Không phải lúc nào cũng vậy, không phải lúc nào cũng vậy à. Chỉ vì chúng ta có khuynh hướng nghệ sĩ bên trong. Vì chúng ta đến từ đấng tạo hóa nên đó là sự thôi thúc muốn sáng tạo những gì đẹp đẽ. Chúng ta đến từ những hành tinh đẹp đẽ, từ những thế giới mỹ miều. Chúng ta đến từ chân thiện mỹ. Dù trong hình thể con người, mình bị bao phủ, bị mù lòa, bị khóa kín mà vẫn cảm thấy sự thôi thúc để làm điều đó. Có người cảm thấy nhiều hơn, có người cảm thấy ít hơn, tùy theo hoàn cảnh mà họ có thể phát triển hay không. Từ hồi nhỏ, lúc nào tôi cũng muốn làm nhạc sĩ và ca sĩ. Lúc nào tôi cũng ca hát, nhưng cha mẹ tôi cấm, nên tôi đã không thành nhạc sĩ được. Dạ. Nhưng bây giờ tôi có thể tự mình làm. Cũng hay. Nhưng có những lý do để tôi không trở thành nghệ sĩ như vậy cũng tốt. Bằng không tôi có thể trở nên quá nổi tiếng rồi ai biết được. Có thể tôi sẽ không có thời gian để đi Hy Mã Lạp Sơn, đúng không? Dạ đúng. Nghề diễn viên con nghĩ... Có phải... Vì diễn viên phải trở thành một người khác, phải? Con đã nghĩ về vấn đề này rất nhiều lần. Đối với một người tu hành, nếu lẫn lộn với những cá tánh khác, như vậy có nguy hiểm không? Hoặc trong trường hợp này, họ biết cách để bảo vệ chính mình không ạ? Cô đã bị hoang mang rồi, dù sao cô cũng không phải là người mà cô nghĩ đâu, không thành vấn đề. Chỉ là một vở kịch thôi. Dạ, chỉ là một vở kịch. Chúng ta cũng đang đóng kịch trong thế giới này, đóng những vai khác nhau. Dạ, đúng vậy, giống nhau. Không sao, miễn quý vị biết con người thật của mình là ai, thì không sao cả. Chỉ giống như thay quần áo vậy. Đóng kịch cũng như thay quần áo thôi, không sao cả.
Cảm ơn sư phụ. Chỉ đừng diễn vai phản diện, có vậy thôi. Đừng chọn vai phản diện. Dạ phải. Nếu có đủ điều kiện để chọn thì chọn là một người tốt, đại diện tốt hơn cho mình. Nhưng thật ra cũng không sao. Có người diễn vai xấu, nhưng tôi biết họ hiền như chú gấu nhồi bông. Có người lúc nào cũng diễn vai tốt, nhưng họ không có nghĩa là tốt. Cũng không sao. Chỉ cần biết mình là ai, có vậy thôi, không sao cả. Còn nữa không? Con có thể hỏi chuyện này được không ạ? Chắc chắn rồi, đây. Con tu hành nhưng lại có bạn không tu theo pháp môn này. Nếu thí dụ lúc qua đời, con không cần phải trở lại đây nữa, nhưng nếu con cảm thấy rất quyến luyến người đó, ý cô nói bạn trai, dạ anh ấy không phải là bạn trai hay là bạn gái, thí dụ nếu con có một người bạn trai, nếu con cảm thấy rất quyến luyến, thì con có thể chọn lựa để trở lại giúp anh ấy không ạ? Cô có sự lựa chọn. Nếu con muốn giúp cũng được, nhưng tôi không khuyên làm vậy. Cứ để cho anh ta bơi lội, anh ta gần bên cô và cô tu hành, mà anh ta vẫn không ảnh hưởng. Thì cô trở xuống để làm gì? Thật ra chúng con không phải là người yêu. Chúng con chỉ mới gặp nhau thôi, đã 2 năm rồi, con không thể mới gặp ạ. Không ạ, chúng con gặp 2 năm, chúng con gặp nhau khoảng 2002. Một tháng sau khi gặp nhau, con chỉ... Cô chia tay, con bị cắt đứt liên lạc. Tại sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Dạ không. Sau khi quen nhau được 2 tháng, anh ấy đi sang nước khác. Sau đó con không thể quên được anh ấy. Tại sao cô phải quên? Dạ không, nhưng như là bất cứ điều gì xảy ra trong đời con sau này, từ trường của anh ấy luôn ở gần con, quấy rầy con nghĩ vậy. Cô có nghĩ là cô đã yêu anh ta không? Dạ không, chúng con chỉ là bạn. Đi chơi với nhau thôi, chúng con chưa có nói gì với nhau. Vậy thì đừng để ý. Nhưng từ trường của người bạn này và cảm xúc của con rất mãnh liệt. Con muốn được vui và kết thúc mối quan hệ này. Nên cô không vui phải không? Không ạ, vì cô nhớ anh ạ. Cô muốn ở cạnh anh ta. Vậy thì tại sao không đi tìm anh ta? Nếu anh ta còn độc thân hay có người khác, hay có gia đình thì chuyện đó khác. Dạ, anh ta còn độc thân không? Dạ, con nghĩ vậy. Vậy thì tiến tới đi, đi tìm gặp anh ta. Nhưng con không nghĩ anh ấy không cảm thấy hiện giờ anh ấy cư xử giống như một người bạn thôi. Trước khi đi anh ta nói gì? Là bạn à? Dạ không, chúng con là bạn, đi chơi với nhau thôi. Chúng con chưa thú nhận với nhau lời nào, nhưng cảm xúc đó rất mãnh liệt. Cứ nói cho anh ta biết, cô có cái này mà. Nói cho anh ta biết cảm nghĩ của cô. Nếu anh ta không quan tâm đến tình cảm của cô, thì lúc đó cô biết chia tay nhau vĩnh viễn. Dạ, tìm một anh khác hoặc không tìm một anh khác. Vậy con chỉ cần thẳng thắn, cần phải thẳng thắn. Hỏi anh ta chuyện gì đang xảy ra? Chuyện gì đang xảy ra, được không? Dạ, dạ. Sau đó cô sẽ biết rõ mình phải làm gì. Dạ, bây giờ cô chỉ ngồi đó thắc mắc. Chàng yêu mình, chàng không yêu mình. Cả hai đều lớn rồi. Từ trường quấy rầy, cô đang tự quấy rầy mình thì có. Cô là người tu hành, cô lại càng phải thẳng thắn và can đảm hơn. Cứ nói cảm giác của cô. Nếu anh ta không quan tâm thì cô cũng biết rõ. Cô biết là cô không nên làm phiền anh ta nữa và không nên nói chuyện nữa, chỉ làm đau lòng hơn thôi. Còn nếu anh ta quan tâm, có thể anh ta cũng mắc cỡ. Vì không biết nói, anh ta không nói, cả hai đều không nói. Ai có thể nói giùm cho cô? Thượng Đế không thể giúp cô. Hiểu chưa? Dạ. Cứ thẳng thắn. Chuyện này xảy ra bao lâu rồi? 2 năm rồi à? Dạ, từ 2002 đến bây giờ là 3 năm rồi. Tôi không thể đếm mấy năm rồi. Dạ, 2 năm rưỡi. 2 năm rưỡi. Cô nên nói cho anh ta biết ngay ngày anh ta ra đi, hoặc trước khi anh ta ra đi.
Dạ, con rất tiếc về điều đó. Trời ơi, nhiều khi quý vị biết đó, nhiều khi cô làm ra vẻ cao ngạo rồi anh ta không biết cô muốn gì. Lúc anh ta ra đi, cô không biết phải nói gì. Anh ta không biết cô muốn gì và cô cũng không biết anh ta muốn gì. Ôi lại Chúa, nếu anh ta đã có vợ thì tôi sẽ nói cô chấm dứt. Nhưng nếu anh ta còn độc thân thì hai người đi chơi với nhau rồi cô có tình cảm mãnh liệt, vậy thì cô đang làm gì vậy? Ôm ấp trong lòng 2 năm rưỡi nay, cô có một trái tim mạnh mẽ thật. Nếu điều đó quấy rầy cô đã 2 năm nay thì đây, gọi cho anh ta đi, đi ngay đi. Người kế tiếp. Quá dễ, mở điện thoại, gọi số điện thoại với mã quốc gia, bấm nút màu xanh rồi nói chuyện. Đi gọi đi. Đừng đau khổ thêm một giây nào nữa. Người ta gọi đó là tình yêu làm cho con người mù quáng. Nếu quý vị thương ai thì cứ nói cho người đó biết, rồi sau đó thưởng thức niềm hạnh phúc hay nỗi khổ đau, bất cứ là gì. Nhưng đã 2 năm rưỡi rồi, như vậy là đau khổ. Một cách vô ích, thậm chí anh ta cũng không có ở đó để làm phiền mình. Nếu hai người sống chung với nhau và mình đau khổ thì còn có lý do để đau khổ. Đằng này hai người còn không sống với nhau, nên cảm thấy may mắn là anh ta độc thân, ít ra là còn có cơ hội. Nếu anh ta đã hứa hôn với ai rồi thì dĩ nhiên không thể làm gì được, mình sẽ không thích phải không? Nhưng nếu anh ta độc thân thì chịu khổ suốt 2 năm rưỡi để làm gì? Tôi không sao hiểu nổi. Rồi gọi đó là thông minh, lại là người tu hành và còn khai ngộ nữa. Tôi mừng là quý vị đã không bầu cho cô ta. Loại Phật như vậy tôi vứt ra ngoài cổng.